Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 2021. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 72. Còn như một tuần lễ nữa ở bên ngoài đi làm được nghỉ lễ, chuyến này cũng nghỉ lâu, hình như là 4 ngày hay gì ha. Đức để ý có những Phật tử khắp nơi, những ngày lễ người ta đi vô chùa tu niệm Phật, họ có một ý nghĩ này thiệt là đáng quý. Quý vị để ý, thường là nghỉ Tết, nghỉ lễ, những ngày đó là những ngày mà chúng ta tạo nghiệp nhiều. Thí dụ như ngày thường thì sát sanh ít, đi chơi ít, xài tiền ít, ăn uống ít, nói chuyện ít, nhậu nhẹt ít. Nhưng mà những ngày nghỉ Tết và nghỉ lễ thì cái gì cũng nhiều, tạo nghiệp nhiều. Mà đã là đông người đang tạo nghiệp thì chúng ta không đi niệm Phật gọi là cộng nghiệp. Còn những người ta biết phương pháp tu, ở nhà nghe pháp niệm Phật thì cũng tốt, nhưng vẫn không bằng vào ngôi trong Tam Bảo niệm Phật. Nhớ, vì trong ngôi Tam Bảo nó không có những việc mình phải bận tâm, dành hết thời gian mấy ngày lễ niệm Phật, cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân của mình, nhất là những người mang nghiệp phá thai, vào trong ngôi Tam Bảo niệm Phật, cầu siêu cho chư hương linh thai nhi là một phương pháp rất đặc biệt. Giống như mình đốt một ngọn đèn không thể nào bằng mấy trăm ngọn đèn cùng đốt lên. Phải nhớ, ánh sáng kia nó sẽ mở rộng, bóng tối kia sẽ tự tan biến. Phải nhớ. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta, mình mà có góc độ nhận thức thì tự nhiên những ngày nghỉ lễ mình sẽ đi niệm Phật, vừa không tốn tiền, vừa bình an, vừa tu phước tu duyên được. Còn có khi mình ở ngoài đời, bạn bè nó rủ mình đi chơi hoặc ăn nhậu, mình không đi có khi nó trách mình, nó nói mình này kia. Nhưng mà mình đi vô chùa rồi thì nó không nói được mình. Những đứa nhớ ngày xưa, những đứa ngoài đời đi làm được nghỉ lễ là sạch tiền, lễ xong rồi mệt lắm, đi chơi nhiều với ăn nhậu nhiều, như cái gì cũng nhiều và ưa tạo nghiệp. Từ nơi đó mà lễ đợt này mà nghỉ tới 4 ngày, những hàng Phật tử mà biết niệm Phật mà đi đến đây niệm Phật thì quá quý. Đó là những đức nêu lên để cho quý vị từ bây giờ mình có sự sắp xếp biết rủ người đi niệm Phật, biết nắm bắt cơ hội đi tu phước tu duyên. Như những đức hồi sáng có nói chuyện với đại chúng, có nói một câu: cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi vậy, làm việc tốt cũng là một nhân duyên mới làm được. Mình muốn làm đủ duyên, chúng sanh đủ phước được hưởng nhờ, hai bên nó kết hợp lại, chúng ta mới có thể làm việc tốt được. Nên những đức thấy rằng trong thời điểm này mình đang đương thờ
là đủ duyên có thể làm được việc tốt, thuận tiện. Thời gian gần 7 năm nay chúng ta tổ chức những khóa tu hoặc là đưa ra những phương pháp tu, từ phương pháp tu gia đình cho đến phương pháp ký số, niệm Phật, đều rất là thành công. Và những ngày lễ chúng ta tổ chức rất là thành công. Hình như nó có sự thật chất của tu hành, nó không có những hình thức rời rà, đã có sự thành công rất là đặc biệt. Nên những đức nhìn nhận rằng đây là nhân duyên đến để mình có cơ hội làm. Nên những đức nói với đại chúng hồi sáng câu, những đức nói mình phải cố gắng nắm bắt cơ hội, làm việc thiện đủ duyên, phải cố gắng nỗ lực mà làm hết lòng, giúp cho người ta tu hành niệm Phật, đây là việc tốt nhất. Và lo cho các cụ già, mấy trăm cụ hai bên đậu tràng, mình thấy mình quá đủ duyên, nên tất cả đại chúng chúng ta cùng chung tay để làm những việc tốt này, lợi ích vô cùng là thù thắng. Đến một ngày nào tự nhiên mình không đủ duyên thì tự nhiên mình buông xuống. Những đức đã nhìn nhận rằng cái cuộc đời này, chúng ta làm bất cứ việc gì hình như nó cũng có một thờ, giống như có thịnh thì sẽ có si. Nên hàng Phật tử phải nhận thức, thấy rất rõ ràng. Có nhiều người tự nhiên nổi bật, tiếng tâm lừng lẫy, thờ của họ đến tự nhiên nổi rình rang, tiếng tâm lừng lẫy, nhưng mà thường thì không được bao lâu. Thí dụ như có những người người ta giảng một bài pháp nào đó, tự nhiên ta nổi tiếng vô cùng một bài pháp. Như ca sĩ tự nhiên hát một bài hát nào đó, tự nhiên nó nổi tiếng vô cùng như một bài hát đó. Còn chúng ta ở đây có thể phát duyên, phát tiếng chỉ đúng một phương pháp tu. Mà phương pháp tu này cũng không phải của những đức, mà là phương pháp tu cũ. Nhớ chùa mình có thể phát duyên, phát tiếng là ngay chỗ phương pháp tu. Và có sự thật chắc sống nhiệt tình hết lòng. Và người hướng dẫn nói chuyện thì thô thiện, nói thẳng thắn, nói không sợ cái việc mắc lòng ai, đều là lấy cái việc lợi ích cho mọi người làm chính. Không có sợ cái việc mà chúng ta mắc lòng người khác, hoặc là mình sợ tổn hại cái duyên, cái phước, hoặc là tổn hại cái lợi ích của chính mình, không có. Chỉ mong làm sao lợi ích cho mọi người, nên mình hết lòng mình thôi. Nên những đức thường nói đại chúng là phải nắm bắt cơ hội khi có nhân duyên, chân thật mà làm việc tốt. Một ngày nào nó không còn duyên nữa thì cứ buông xuống, đừng có phan duyên. Tùy duyên tiêu nghiệp chướng mà phan duyên chuốc tay ương. Những đức cứ thường nhắc mình như vậy, để khi đủ duyên thì mình hết lòng, nhưng mà hết duyên thì mình buông xuống. Nó không có sự buồn giận trở ngại gì hết. Chứ quý vị biết rằng cũng có những người, người ta cũng hiểu biết, khi đương thờ người ta cũng biết rằng ở thế gian này có thịnh, tắc là có si. Nhưng mà lạ thay, lúc thịnh thì họ cũng biết vậy, nhưng khi đụng những cái chuyện mà người ta trở ngại, rồi người ta không cho làm việc thiện nữa, là mình tức tối, mình lại có sự trở ngại, hoặc là mình không vừa lòng, không vừa ý, mình tìm mọi cách để mình làm sao mình làm được việc thiện này. Nhưng đức thấy đây là một cái sự phan duyên rất là lớn. Nghĩa là mình hiện tại mỗi ngày mình làm việc gì cho chúng sanh thì mình có duyên, chúng sanh có phước thì cùng kết hợp làm. Đến một ngày nào mình hết duyên, chúng sanh hết phước thì có sự trở ngại không được làm nữa, thì mình lo mình tu hành, lo mình niệm Phật. Những đức cũng nói câu này là câu cũ. Những đức nhớ ngày xưa cũng có một vị cũng biết như vậy. Ông cũng từng nói một câu, như con diều bay, dù nó bay cao cỡ nào thì nó cũng phải đến lúc nó phải hạ cánh xuống. Đó là quy luật ở thế gian này, không thể nào mà tiến hoài được. Nên gọi là có thịnh thì phải có si. Ông cũng biết nói như vậy, nhưng khi ông gặp cảnh ngộ, ông cũng không chịu nổi. Gặp cảnh ngộ cũng không chịu nổi, đều tìm mọi cách để làm sao mình có thể tiếp tục làm nữa. Nhưng mà khi mà nó phan duyên thì nó có sự trở ngại. Nên những đức thấy rằng là ở cái cõi đời này không có gì đặc biệt bằng là mình mỗi ngày mình niệm Phật. Có duyên thì mình giúp người, không có duyên thì thôi, mình lo mình cố gắng mình niệm Phật. Tại vì ở cõi đời là nói như vậy, nếu như mình chân thật mình niệm Phật mà được sanh về cực lạc thì mình tha hồ mình độ chúng sanh. Vì sao?
Vì mình về thế giới cực lạc thì mình mới có cơ hội lâu dài mình độ chúng sanh. Vì tuổi thọ mình ở thế giới cực lạc là vô lượng, trí tuệ năng lực thần thông của mình vô lượng, thì mình đa dạng phương tiện để độ sanh. Cái này mới là chỗ quan trọng. Nếu như mình mà không nhận thức chỗ này là tức khắc mình sẽ tình chấp với cõi đời này. Nhưng mà cõi đời này chúng ta sống chỉ mấy chục năm, dù quý vị có đủ duyên làm cỡ nào đi chăng nữa thì làm chỉ mấy chục năm thôi. Có những người người ta cứ sống chung chung, người ta lai rai người ta sống. Có khi cuộc đời của người ta thời gian mà làm được những việc thiện, thấy đi làm ít nhưng người ta làm lâu. Còn có những người tuy là làm dồn dập nhưng mà làm ngắn, thời gian ngắn. Vậy thì làm lâu được hay là làm ngắn, nhưng chỉ cần việc thiện đến đủ duyên thì chân thật mà làm. Như những đức thấy rằng cái việc mà giúp người ta niệm Phật, đưa người ta một phương pháp tu, giúp cho người ta an tâm, cái việc này nên chân thật mà làm. Những đức thấy làm việc này có ý nghĩa vô cùng. Mà dù là một việc có ý nghĩa cỡ nào đi chăng, nhưng mà không đủ duyên cũng buông xuống luôn. Có sự trở ngại mình thấy rằng là không làm được rồi thì thôi buông xuống đi, mình lo mình niệm Phật mình tu hành. Nếu suy nghĩ ra vậy thì thấy nó còn khỏe, tại vì làm việc nó cũng cực lắm chứ. Mà bây giờ không đủ duyên không làm nữa thì khỏe, dành nhiều thời gian niệm Phật khỏe hơn. Nếu mà suy nghĩ như vậy mà làm được vậy là cảnh giới tu của mình tức khắc tiến liền. Thì nhớ rằng cảnh giới tu mà tiến là khi gặp cảnh ngộ mà mình vượt qua được thì tức khắc nó tiến tu. Giống như mình đang lo một việc gì đó mà mình niệm Phật mình vượt qua, tức khắc tâm mình nó hừng hực lên. Nghĩa là trên con đường tu này dù bất cứ cảnh ngộ gì cũng phải vượt qua, phải quyết tâm vượt qua. Vượt qua là vượt qua cái sự bị buộc ràng khổ tâm á, hiểu không? Thí dụ như bây giờ người ta chỉ trích, người ta nói mình cái gì mà mình không bị những lời chỉ trích đó buộc ràng mình là mình đã vượt qua được. Nếu mình làm được cái việc mà tất cả những sự mà huyền tối trong cuộc đời như vậy là điều thử thách mình để mà cái tâm cầu sanh cực lạc mình càng cao. Nếu mà mình nghĩ ra được vậy thì cái sự tu của mình là chắc chắn là tiến bộ, có tiến không lùi, chắc chắn luôn. Giống như những đức gặp có những người vì những cái vĩ vãng gì cuộc đời người ta khổ, khổ lắm như vậy. Khi người ta gặp những đức nói tất cả những việc vĩ vãng đó nó đã qua rồi. Nếu mình mà suy nghĩ gì thì thấy nó cũng thích. Tất cả những sự mà người ta làm mình khổ đau đó, biết đâu nhờ như vậy mà mình bây giờ mình gặp Phật Pháp, mình đã chịu tu. Người xưa nói một câu giàu sang khó học đạo. Có người mà quá thuận tiện, quá giàu sang có khi người ta không tu. Mà đã là không chịu tu hành gì mà khi thọ mạng đến thì theo cái quy luật sanh tử đó mà ra đi thôi thì phần nhiều là đi đọa lạc. Nên có khi mình gặp những cảnh ngộ trong cuộc đời mình không phải là đi tìm, đi cầu cái chỗ này. Nhưng mà nếu cuộc đời mình bất cứ ai gặp được những cái cảnh ngộ mà cuộc đời này nó quá gian nan, vất vả và khó khổ. Giống như những đứa biết một cái cô này, cuộc đời cô khổ, có lúc còn nhỏ thôi, thì chính người thân dòng họ cô hại đời cô. Rồi sau này mẹ của cô đi lấy chồng khác nè, tiếp tục là bị cha ghẻ hại. Rồi mẹ cô lần lượt lấy thêm mấy người chồng nữa, mỗi một người chồng của mẹ cô đều hại cô. Có nghĩa là cuộc đời của cô gặp những cái cảnh ngộ mà rất là khổ tâm và giống như muốn kết liễu cuộc đời. Vậy đó mà nhân duyên nó đưa đẩy cô gặp được Phật Pháp. Nhưng cô vẫn còn buồn, cô vẫn còn bị ám ảnh cuộc đời mình. Có khi cô khổ, cô khóc. Gặp những đức nói rằng vì sao cô không đem những cái thứ vĩ vãng đó cô bỏ qua bên đi, mà cô đi để trong tâm làm gì? Những cái vĩ vãng đó nó đâu có giúp cho cô có sự, niềm vui gì đâu, mà nó còn làm cho cô khổ thêm. Những vĩ vãng đã qua nó làm cho cô khổ thêm. Nếu như cô suy nghĩ rằng những vĩ vãng này nó đưa mình đi đến Phật Pháp, mà gặp Phật Pháp như gặp báu vật,
Thì cô cảm thấy rằng là chắc là cuộc đời mình đi đến thế gian này mình phải trả những món nợ như vậy. Thôi đã trả rồi thì mình còn luyến tiếc làm chi nữa. Giống như việc hôm qua, hãy cho nó qua đi. Luyến tiếc làm gì để nó làm cho mình thêm nặng nề và khổ đau trong lòng. Nói thì rất là dễ, nhưng mà người ngồi trong cuộc đó thì mới khó quý vị. Nhưng mà dù khó cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải buông nó thì chúng ta sống mới có được niềm vui. Nếu như chúng ta không buông nó thì cuộc đời chúng ta sẽ bị những cái vĩ vãng đó làm cho mình nặng nề và khổ đau thêm. Thì ngày qua ngày cô niệm Phật, cô tin nhân quả, cô nghe những đức nói chuyện, cô thông cái tâm mình từ 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 từ. Thêm cái nó đủ duyên gặp những đức thường động viên, từ 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 cô vượt qua. Đến hôm nay tâm tư cô rất nhẹ nhàng, thoải mái. Mình thấy rằng cuộc đời làm người mà mình có thể học Phật Pháp và đem Phật Pháp để mà giải tỏa những thứ khổ đau cho người ta, mình thấy mình vui. Mình thấy Phật Pháp có một giá trị rất là lớn để lợi ích cho mọi người. Việc này thiệt là mình thấy mừng quý vị. Thiệt là mừng. Giống như hồi sáng như Đức đang đi gặp một bà cụ, nó chạy theo, mình nói thầy, con cảm ơn thầy vô cùng. Từ khi con vô đây con tu tới giờ 4 tháng, nhờ thầy chia sẻ Phật Pháp con nghe, con buông được thuốc. Ngoài đời con uống thuốc, cầm đi đâu con cầm thuốc theo thầy. Bệnh đau nó nặng mà nó mệt mỏi vô cùng, vô đây tự nhiên con nghe thầy nói sao không biết có sự kích động gì, con quyết tâm con bỏ thuốc. Từ khi con bỏ thuốc tới bây giờ càng ngày con càng khỏe, nghĩa là càng ngày cô càng khỏe, mừng vô cùng, thiệt tình cảm ơn thầy. Những đức nói nhờ cô niệm Phật. Những đức là người nêu lên thôi, còn cô là niệm Phật, cô nhớ Phật nên quên thuốc. Chứ cô mà quên Phật là cô nhớ thuốc liền. Con người người ta nhớ thuốc là do gì? Người ta không có tu, người ta không có niệm Phật, không tin nhân quả. Còn mình biết tu rồi, tự nhiên mình dùng câu Phật hiệu để mà tích tụ năng lượng cho mình, gây dựng năng lượng cho mình, thiệt là tuyệt vời. Vì biết rằng thuốc nó có tác dụng phụ, càng uống thì nó giống như là mình nghiện thuốc vậy đó. Nó có một cái tác dụng phụ là thành nghiện. Giống như uống vô miếng thấy phải khỏe, nhưng mà buông ra cái nó mệt. Rồi lâu ngày nó vô hiệu quá luôn. Nó giống như thành uống thuốc nghiền. Mà những con người vậy thì nó bệnh đau rề rề mệt lắm. Quý vị coi những người mà uống thuốc nhiều, người bụng xỉn à. Con người nó thấy mệt mỏi, thở ra cái mùi thuốc gì không có nổi. Nên nhiều người vô chùa mình người ta buông thuốc thì tức khắc giống như cơ thể của người ta nó hồi phục tự nhiên từ 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 lại. Nó hồi phục tự nhiên từ từ lại. Thí dụ như quý vị coi có những người ngoài đời người ta muốn đẹp, tự nhiên cái người ta sửa sang cái sắc đẹp của người ta, sau này hối hận muộn. Khi nó sửa sang rồi là nó phá hoại hoàn cảnh tự nhiên quý vị. Bắt đầu cơ thể nó có tác dụng phụ rất là lớn. Tác dụng phụ này quá lớn. Vừa nó tạo nghiệp tổ phước tổn nhiên, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, mà nó sống những ngày tháng thì khổ. Cơ thể này nó không còn bình thường nữa quý vị. Rất là nhiều người bây giờ người ta làm những chuyện không bình thường này. Nên từ nơi đó mình thấy rằng mình học Phật mình hiểu, mình biết sống những ngày tháng bình thường, biết sống những ngày tháng an vui. Nên có một cái cô này, cuộc đời của cô cũng gian chung lắm. Hình như là 16 tuổi thì cô phải lấy một ông già làm chồng. Cô 16 tuổi cô lấy ông này 52 tuổi làm chồng. Sống với ông này 4 năm thì chia tay ông này. Thì lúc đó bắt đầu là cô cứ tiếp xúc đàn ông. Cô trải qua rất nhiều mối tình và cũng sống với 4 năm người đàn ông mà cũng như là vợ chồng, cứ sống vài năm mà chia tay. Hình như giết rồi cuộc đời cô cũng như là nó bị ngao ngán. Ngao ngán. Rồi cô gặp Phật Pháp. Khi cô gặp được Phật Pháp rồi bắt đầu cô biết niệm Phật, cô biết tu. Những đức nói, những đức mà như cô, những đức quyết tâm, những đức vô chùa nuôi người già luôn phước cho rõ. Chứ không còn gì núm níu. Cái chuyện ngoài đời nó gì nó quá đáng, nó dữ quá, nó xài dữ quá, giờ còn muốn xài gì nữa, còn thèm gì nữa mà xài.
Nên từ nơi đó mà mình thấy ngao ngán rồi, thôi mình quyết tâm luôn đi. Còn cái thời gian không bao lâu, lấy cái ngăn vãn tuổi thọ này để nuôi người già. Bao nhiêu người già mình có thể cùng chung tay với những đức mà nuôi người già, thấy ý nghĩa vô cùng. Bây giờ ngoài đời muốn làm được, điều kiện đâu làm. Muốn làm phước cũng khó, điều kiện đâu làm, duyên đâu làm. Nhưng mà ngộ thay những người nào mà hiểu biết tu phước tu duyên, chỉ cần đi vào trong chùa này chúng ta tu phước tu duyên là đặc biệt, không tốn tiền. Quý vị phải nhớ rằng bố thí nó có tài thí, và nó có đem sức mình ra thí. Mình không có tiền tài thì mình đem cái sức mình ra, mình bố thí cúng dường. Mà dùng cái công sức mình để bố thí cúng dường có khi nó thù thắng hơn tài thí. Chỉ cần mình nhiệt tình, vui vẻ, hoan hỷ, để mà mình thấy cái ý nghĩa cuộc đời của mình, mình chân thật mình làm, nó còn lớn lao hơn cái chuyện mà tài thí đấy vậy. Trong tài thí, ở trong chùa mình nó có luôn pháp thí, và nó có luôn vô ý thí. Nên cái người mà biết tu phước tu duyên, đi vô trong chùa mình tu phước tu duyên là đặc biệt vô cùng. Những đức nói rằng thí dụ như bây giờ mình chưa quyết tâm đi tu luôn đi, gặp ngôi chùa của mình, những đức mà bỏ ra thời gian 5-10 năm những đức tu phước tu duyên, những đức thấy rằng là từ từ rồi nhân duyên nó hội tụ, rồi tự nhiên mình phát tâm đi tu luôn cũng được. Tại vì những đức thấy rằng cái ý nghĩa lớn vô cùng khi mình gặp được Phật Pháp. Những đức gặp được Phật Pháp, những đức mới làm được một số việc này nè, nó mới có ý nghĩa. Mình là phàm phu vẫn còn sai, nhưng mà những đức thấy rằng cuộc sống của những đức bây giờ là có ý nghĩa vô cùng. Làm những việc thiện, nuôi người già, những đức thấy cái ý nghĩa lớn. Hướng dẫn trẻ em, ít gì các cháu nó cũng gieo được một chút chủng tử gì của cái thiện. Nên người mà hiểu biết thì tự nhiên nắm bắt cơ hội này để làm việc thiện. Những đức cũng là lãng tử quay đầu. Một người sai quấy mà gặp Phật Pháp là quay đầu, quay 180 độ luôn. Nhưng mà có ngày hôm nay, chứ nếu như những đức mà lề mề không chịu quyết định thì tới bây giờ khi những đức cũng chưa đi tu. Nên nhiều người mà nghe những công đoạn này, những đức thấy rằng là như chùa mình bây giờ bên kia cũng rất là đông, rồi sắp sửa mở đầu tràng, những đức cũng thành lập ra thêm một nhân sự nữa để mà mình lo cho một đạo tràng mới. Những đức thấy rằng là nuôi con người là một ý nghĩa lớn vô cùng. Tại vì sao? Vì con người có thể làm Phật, mà ngay đạo tràng niệm Phật làm nhân, thành Phật là quả, mà mình nuôi con người đây niệm Phật, ý nghĩa này lớn quá. Con người mà nhận thức được chỗ này, tức khắc mình làm việc này mình thấy ý nghĩa vô cùng là lớn. Không có một chút gì mà mình thấy mà mình chán chứ. Tại vì đem cái sức này mà bây giờ mình làm những cái việc ngoài thế gian, cuối cùng mình tay trắng cũng quần trắng tay, dù tạo được một đống của cải đi chăng nữa, cuối cùng thọ mạng đến mình chết đi, mình cầm theo được gì vậy? Cầm theo được gì đâu. Đó. Nên từ nơi đó mà có những người mà giống như cuộc đời của họ nó gian chung vô cùng. Có những người mà giống như họ cái nghiệp trước gì, nào là họ làm gái, họ đi bán thân họ để kiếm tiền. Hoặc là có những người nữ mà giống như hết lấy người này tới lấy người kia, cặp người này cặp người nọ. Những đức nói quý vị gặp pháp môn Tịnh Độ này là vì được cứu, dứt con đường này, bước ra con đường mới cho nó sạch sẽ để đi. Dù là cái ngăn phản thời gian mình không còn bao lâu, nhưng mà mình bước qua con đường sạch mình đi thì cái quả báo của mình nó sẽ tốt đẹp. Còn nếu như chấp mê bất ngộ, mình cứ vậy mà mình lao như con thiêu thân, cứ lao đầu vào lửa vậy thì đến lúc mà nước đến chân rồi chạy không kịp là cái như bỏ mạng. Nên pháp môn Tịnh Độ thì nó độ nhiều chúng sanh mà lãng tử lắm. Những con người mà cực kỳ sai lầm mà chỉ cần quay đầu là tự nhiên thấy bờ bến. Rõ ràng như những đức ngoài đời cũng là một con người nó nói một câu tệ quá chứ nó quá tệ luôn. Phải nhé. Vậy mà mình gặp pháp môn niệm Phật này, Phật Pháp đã cho mình ngóc đầu lên để mà sống được. Nên tất cả con người sống ở cõi đời này, già hay trẻ gì, chúng ta nếu gặp được Phật Pháp đó là một cơ hội. Nhất là pháp môn Tịnh Độ này có cơ hội, mà nhất là một đoàn thể này nè mà có cơ hội tu phước tu duyên gì nè,
Mình một cá nhân mình không có làm được đâu, nhưng mà một đoàn thể này mình làm được. Đoàn thể này làm được. Đây là những đức nêu lên cho những người nó có tư tưởng trong cái cuộc đời mình, để chúng ta cùng chung tay với nhau để nuôi người niệm Phật. Nhất là những người già trong thời đại bây giờ càng về sau, người già càng bị bỏ rơi. Giống như sanh con nuôi con không lớn mà ưa bị con bỏ rơi. Con người ta bây giờ nó chạy theo sự nghiệp mà nó quên đi cái công ơn sinh thành. Nên người già càng về sau càng khổ. Nên chúng ta có những địa điểm nuôi người già, niệm Phật giúp cho người già an tâm, đây là một ý nghĩa của cuộc đời vô cùng. Nếu như mình chân thật mà mình làm việc này, cùng chung tay nhau, thì một đời này thiệt là có ý nghĩa. Vừa sống bình an, vừa sống vui vẻ, vừa sống an lạc. Những đức đây sống rất an lạc, rất vui, sống có ý nghĩa vô cùng. Nên tất cả những người trẻ có tư tưởng, chúng ta cùng chung tay nhau nuôi người già. Những đức thật sự mà nói vẫn thích hàng cư sĩ. Những con người chưa hiểu Phật pháp nhiều, chỉ cần nghe gì mà có tư tưởng, chúng ta cùng chung tay nhau nuôi người già. Tại vì những người thà không hiểu nhiều mà chỉ sao làm gì thành công hơn. Còn hơn những người mà hiểu biết nhiều mà không làm. Phải nhớ, hiểu biết nhiều thường không làm. Khi làm thì ý kiến ý cò trên trời dưới đất. Nhưng tôi không thích những người gì. Tại vì người ta có tư tưởng, có phương hướng hết rồi. Chỉ sao làm vậy là chắc chắn thành công. Còn mình ý kiến ý cò, có khi nó không thành công. Đây là những đức nêu lên để những người hữu duyên chúng ta cùng đến với nhau. Mười mấy năm nay những đức nuôi người già nó trở thành có một cái phương hướng kinh nghiệm. Nên những đức cứ phát cờ sao thì cứ làm vậy đi, thành công. Ở đây thì mình không cần lo về cơm áo gạo tiền, có cuộc sống rồi. Mình mỗi ngày mình đem cái sức khỏe này để phục vụ đại chúng. Những đức thấy vô cùng là có ý nghĩa. Trong kinh giáo Phật nói phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đây là một cái ý nghĩa quá lớn trong cuộc đời con người. Tại sao mình không chân thật làm? Nên người xưa mới nói câu là kẻ biết thờ mới là chân tướng kiệt. Con người cái thờ mình đến rồi mà thờ làm thiện. Có những người người ta gặp thờ giàu sang đến thì bắt đầu tha hồ hốt tiền bạc. Nhưng khi có tiền bạc nhiều thì quả tai đến, người ta cũng gặp sự gian nan khổ đau. Còn mình là mình nói cái thờ làm việc thiện đến rồi, cái thờ mà có thể tu duyên tu phước đến rồi. Đây là cơ hội để mình cố gắng nhiệt liệt hết lòng để mà mình tu phước tu duyên. Việc này vô cùng là có ý nghĩa vì tại sao chúng ta không chân thật làm. Việc này mà chân thật làm đúng là một cái góc độ rất sâu sắc. Nên buổi học tập nào chúng ta cũng nhắc đến cái chuyện niệm Phật giảng sanh. Vì việc này là việc lớn của cuộc đời. Con người chúng ta sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đi đến cái phần mộ thôi. Nếu bây giờ mỗi ngày chúng ta không có tâm giải thoát gì thì một hơi thở thở ra, không hít vào, chúng ta biết phương hướng nào mà đi vậy. Nên tâm lúc nào cũng hướng về thế giới cực lạc. Nhớ thế giới cực lạc là nhớ A Di Đà Phật. Nhớ A Di Đà Phật là nhớ thế giới cực lạc. Cứ gây dựng cái tâm đó thật là kiên cố, chắc chắn là mình thành công. Nhất định là thành công. Phải phát tâm cho mạnh mẽ. Quyết chí đời này chúng ta phải hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc, quý vị. Và A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học đến đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.